Cô rất vui vì được đồng hành cùng các em trong tiết kể chuyện ngày hôm nay. Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia trang 25 sách giáo khoa tiếng Việt 4 tập 2. Để tiết học đạt kết quả tốt, các em cần chú ý lắng nghe cô hướng dẫn cách học. Chuẩn bị sách giáo khoa tiếng Việt lớp 4 tập 2, vở ghi và vở nháp để thực hiện các yêu cầu của tiết học. Các em cần theo dõi bài đầy đủ. Khi có yêu cầu chuẩn bị nội dung câu chuyện, các em cần dừng video để thực hiện. Mục tiêu của bài học như sau. 1. Dựa vào gợi ý trong sách giáo khoa, chọn được câu chuyện, được chứng kiến hoặc tham gia, nói về một người có khả năng hoặc sức khỏe đặc biệt. 2. Viết sắp xếp các sự việc thành một câu chuyện để kể lại rõ ý và nắm được ý nghĩa câu chuyện. Bây giờ cô trò mình cùng vào bài học nào. Các em cùng cô đọc đề bài. Đề bài: kể chuyện về một người có khả năng hoặc sức khỏe đặc biệt mà em biết. Đề bài yêu cầu các em kể câu chuyện như thế nào? Đề bài yêu cầu các em kể câu chuyện về một người có khả năng hoặc sức khỏe đặc biệt mà em biết. Theo các em, người như thế nào thì được coi là có khả năng hoặc sức khỏe đặc biệt? Các em ạ, người có khả năng hoặc sức khỏe đặc biệt cũng được coi là người có tài. Họ có thể làm được những việc mà người bình thường không làm được. Để kể được câu chuyện theo đúng yêu cầu, các em cùng đọc gợi ý trong sách giáo khoa. Gợi ý: 1. Thế nào là có khả năng hoặc sức khỏe đặc biệt? Học toán, làm thơ, kể chuyện giỏi. Hát, múa, chơi đàn, vẽ tranh giỏi. Chơi thể thao, bóng đá, cờ vua, võ thuật, vân vân, giỏi. Làm được những việc mà người có sức khỏe bình thường không làm được. Diễn viên xiếc nâng được 2-3 người trên tay. Người gánh lúa gánh được 100 kg. Lực sĩ dùng tay kéo được cả chiếc ô tô. Sau đây, cô giới thiệu cho các em một số hình ảnh về những người có khả năng hoặc sức khỏe đặc biệt. Hình ảnh thứ nhất, đây là vận động viên Phạm Thị Hồng Thanh ở Hải Dương. Chị đạt huy chương vàng SEA Games 30 môn cử tạ. Hình ảnh thứ hai, đây là anh Nguyễn Thuận Hưng, học sinh trường Trung học Phổ thông chuyên Trần Phú, Hải Phòng. Anh đạt huy chương vàng Olympic Toán Quốc tế năm 2019. Và ảnh thứ ba chính là thầy giáo Ngô Gia Võ, thầy là giảng viên, là nhà thơ nổi tiếng của tỉnh Thái Nguyên. Các em cùng đọc thầm tiếp yêu cầu 2. Tìm những người có khả năng hoặc sức khỏe đặc biệt ở đâu? Tìm trong các bạn em, có thể là những bạn học giỏi, múa hát hay hoặc chơi thể thao giỏi. Tìm trong làng xóm, phố phường của em, có thể có những cô chú khéo tay, nhiều sáng kiến, có sức khỏe đặc biệt, chơi đàn, chơi bóng giỏi hoặc thành đạt trong lao động, học tập. Nhớ lại những người có khả năng hoặc có sức khỏe đặc biệt mà em đã gặp khi xem thi đấu thể thao, biểu diễn xiếc hay văn nghệ, vân vân. Các em hãy quan sát một số nhân vật tiêu biểu sau. Đây là bạn Nguyễn Yến Nhi, học sinh lớp 3A, trường tiểu học Quang Vinh. Bạn đạt huy chương vàng môn bơi, Hội khỏe Phù Đồng cấp thành phố năm học 2019-2020. Còn đây là thầy giáo Bùi Xuân Mạnh, giáo viên trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân. Thầy là một trong những giáo viên nghệ sĩ trẻ tiêu biểu của tỉnh Thái Nguyên năm 2019. Ngoài ra, xung quanh các em còn có rất nhiều người có tài năng và sức khỏe đặc biệt nữa đấy các em ạ. Gợi ý 3 là gì? Cô mời các bạn cùng đọc tiếp nào. 3. Kể như thế nào? Em có thể kể một câu chuyện cụ thể diễn ra trong thời gian nhất định, ở địa điểm nhất định, về người có khả năng hoặc có sức khỏe đặc biệt mà em biết. Muốn vậy,
cần cho biết câu chuyện bắt đầu như thế nào, diễn biến chính của câu chuyện, kết thúc câu chuyện. Các em cũng có thể kể những điều em biết, em chứng kiến về người có khả năng hoặc sức khỏe đặc biệt. Không cần kể thành một câu chuyện có khởi đầu, diễn biến, kết thúc. Muốn vậy, các em cần cho biết người đó có khả năng đặc biệt gì. Chọn nêu một số ví dụ về khả năng đặc biệt nói trên. Qua phần gợi ý và sự chuẩn bị bài của mình, các em hãy suy nghĩ về nhân vật em chọn kể. Người đó là ai? Ở đâu? Có tài gì? Nhờ đâu em biết người đó? Sau đây, cô có một số ví dụ. Ví dụ thứ nhất, em xin kể câu chuyện về bạn Nguyễn Yến Nhi, học sinh lớp 3A, trường tiểu học Quang Vinh. Bạn rất giỏi về môn bơi lội. Ví dụ 2, em muốn kể câu chuyện về thầy giáo Bùi Xuân Mạnh. Thầy là giáo viên trường em. Thầy không những là giáo viên dạy giỏi mà thầy còn hát hay, chơi đàn rất giỏi. Ví dụ 3, tôi muốn kể về một người chơi đàn piano rất giỏi. Chị ấy là bạn thân của chị gái tôi. Các em hãy dừng video lại và ghi nhanh tên, địa chỉ, tài năng của người đó ra nhé. Các em cần lưu ý, nhân vật mà các em chọn để kể phải là người có thật, họ có khả năng hoặc sức khỏe đặc biệt. Họ có thể làm được những việc mà người bình thường không làm được. Khi kể chuyện, các em cần kể theo trình tự nào? Có hai cách kể như sau. Cách thứ nhất, kể thành một câu chuyện cụ thể. Câu chuyện bắt đầu như thế nào? Diễn biến chính của câu chuyện ra sao? Và kết thúc câu chuyện là gì? Cách thứ hai, kể về khả năng hoặc sức khỏe đặc biệt của nhân vật đó mà không cần kể thành một câu chuyện. Muốn vậy, các em cần cho biết người đó có khả năng đặc biệt gì. Chọn nêu một số ví dụ về khả năng đặc biệt nói trên. Vậy theo các em, khi kể câu chuyện được chứng kiến hoặc tham gia, em phải xưng hô như thế nào? Các em ạ, khi kể câu chuyện được chứng kiến hoặc tham gia, các em phải xưng hô là tôi hoặc em. Ví dụ, cách kể thứ nhất, các em có thể kể như sau. Em xin kể về chị Nguyễn Thúy Hiền, vận động viên ủ xu xuất sắc của Việt Nam. Em đã xem chị thi đấu giải vô địch ủ xu thế giới qua truyền hình. Ở cách kể thứ hai, các em có thể kể như sau. Ở cạnh nhà em có một bạn chơi đàn rất giỏi. Bạn đã tham gia rất nhiều cuộc thi âm nhạc và đạt được nhiều giải thưởng cao. Muốn mọi người chú ý lắng nghe câu chuyện của mình, các em cần kể như thế nào? Các em ạ, để mọi người chú ý lắng nghe, các em cần kết hợp giọng kể với điệu bộ, cử chỉ, nét mặt. Các em nhớ chưa nào? Khi kể xong, các em cần dựa vào những tiêu chí sau để tự đánh giá. Tiêu chí đánh giá 1. Về nội dung. Kể được câu chuyện đúng chủ đề theo một trong hai cách. Nêu được ý nghĩa câu chuyện. 2. Lời kể phải tự nhiên, hấp dẫn, điệu bộ, cử chỉ phù hợp với nội dung câu chuyện. Bây giờ cô trò mình cùng chuyển sang phần kể chuyện nào. Các em hãy dừng video lại và tập kể. Qua phần thực hành, cô tin rằng các em không chỉ kể được những câu chuyện hay về những tấm gương trong học tập, trong lao động sản xuất hay trong cuộc sống hàng ngày. Các em hãy cố gắng học tập và rèn luyện để trở thành những người có khả năng hoặc sức khỏe đặc biệt như vậy nhé. Các em thân mến, bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Về nhà, các em hãy viết vào vở câu chuyện em vừa kể, kể lại câu chuyện cho người thân nghe. Và các em cũng có thể quay lại video để gửi cho cô giáo chủ nhiệm của mình.
Và đừng quên chuẩn bị bài sau, Con vịt xấu xí, trang 47. Chào tạm biệt các em.